mình không có thích cái lá cờ cờ đỏ sao vàng mà bỏ thành cờ đỏ sao vàng trong cái livestream của mình là mình phải lấy ra. Xin chào các anh chị em, nếu mà hôm nay mình livestream mà những cái người nào dân luận viên vô mà cứ nói xấu hay là nói chửi bới gì á, các anh chị đừng có quan tâm. Sau khi cái livestream thì mình sẽ quay lại block những cái người đó và delete những cái message đó ra, thì chúng ta phải tập trung vô những cái gì mình muốn nói thôi, chứ đừng có tập trung vô những cái người, những cái câu nói của những cái người dư luận viên, nó họ ăn nói rất là mất dạy. Thành ra mình sẽ block cái những cái người này sau cái livestream, bởi vì nhiều lúc cái message nó cứ tiếp tục chạy lên đó, mình không có nhìn thấy kịp. Thì một lần nữa xin chào tất cả các anh chị em. Nói về là ngày hôm qua mình, tối hôm qua mình post rất là nhiều cái link, nhất là nguyên ngày hôm qua là nhiều cái link lắm, là nói về những cái ngân hàng ở trong nước là sẽ tuyên bố phá sản trong ngày rất là gần đó, là tại vì những cái giám đốc ngân hàng á, họ đã ôm tiền chạy ra nước ngoài hết rồi. Họ đầu tư, nhất là cái người giám đốc tên là Trầm B đó, như là mình đã post lên những cái link á, là mấy bạn biết là ông ta nó gom rất là nhiều tiền và đầu tư ở bên California, ở bên Mỹ, và đã có luôn cả quốc tịch Mỹ luôn rồi, là ông ta đã có một cái dự tính là chạy rất là lâu rồi, mà người dân chúng ta thì vẫn không ai biết, vẫn tiếp tục mà bỏ tiền vô trong các ngân hàng ở bên Việt Nam đó, thì rất là nguy hiểm cho cái tài khoản của mình, cho cái tài sản của mình nữa. Thì một lần nữa yêu cầu mọi người hãy chung tay góp sức lại, là hãy rút tiền của mình ra đi từ những cái ngân hàng và dùng những cái đồng tiền VND, những đồng tiền Việt Nam đó, mua ngoại tệ hoặc là vàng. Có nhiều bạn trẻ vô nhắn lắm là có nhiều người đã chạy qua bên Thái Lan và mua vàng đem về cất giấu ở trong nhà, hay là cất cái giấu chỗ nào đó cho nó bảo đảm hơn. Thì mình không có biết là qua bên Thái Lan mua vàng như thế nào, thì mình không có biết, bị mình chưa bao giờ làm qua. Với lại có nhiều bạn nói là góp ý là nên nếu mà giữ cái tài khoản ở trong nước Việt Nam á, rất là nguy hiểm, không biết mất lúc nào, là tại vì những cái nhà đầu tư bây giờ, những cái kinh doanh á, bây giờ thì lại không biết lúc nào nó bị phá sản. Khi mà người ta phá sản á, người ta tuyên bố phá sản á, thì nhà băng không lấy lại được tiền vốn lẫn lời, thì nó không, nhà băng lại không có tiền nặng giao lại cho người dân khi mà người dân vợ gửi vô tiết kiệm vô trong nhà băng nữa. Thành ra những cái đường này nó sẽ di truyền với nhau, thành ra tất cả chúng ta phải rất là cẩn thận với tài khoản của mình, tài sản của mình đó. Có nhiều bạn trẻ nói là kêu mọi người hãy qua bên Thái Lan mở cái tài khoản nhà băng rồi bỏ tiền, cất tiền ở trong đó, những cái đồng tiền đô này nọ. Nhưng mà mình thật sự ra chưa bao giờ làm những cái chuyện này. Thành ra những ai mà có kinh nghiệm là qua bên Thái Lan mở tài khoản nhà băng rồi gửi những cái đồng tiền của mình làm được vô cái tài khoản mình nhà băng bên Thái Lan á, có bảo đảm hay không, thì các bạn hãy góp ý nhiều vô cho mọi người có thêm kinh nghiệm nha. Thì mọi người phải có thêm kinh nghiệm để mà rút kinh nghiệm là mình phải giữ tài khoản mình như thế nào, chứ bây giờ là nhà băng bên Việt Nam là hoàn toàn không có được tin tưởng rồi đó. Bao nhiêu giám đốc ngân hàng đã gom tiền bỏ trốn hết rồi. Những cái có nhiều chị làm ở trong ngân hàng luôn đó, là mấy chị biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà giám đốc ngân hàng hay những cái người làm trong ngân hàng bắt mấy chị phải ký giấy là không được nói ra bên ngoài là chuyện gì nó xảy ra. Họ đã in tiền rất là nhiều và họ xài những cái đồng tiền, cái số series từ số 0 cho tới số 9 đi liền với nhau, và đồng tiền mới không à, và cái tin tức đổi tiền là có thật. Thành ra những cái tên giám đốc mà biết được á, là cái tin tức đổi tiền đã bung ra nói về cho người nhà của mình á, thì đã bị bắt rồi, bị bỏ tù hết rồi, hoặc là bị mất việc làm, hay là đã bỏ trốn đi hết trơn rồi. Thành ra chúng ta phải tiếp tục cẩn thận với tài khoản của mình. Nhiều bạn hỏi là vàng với đô hả? Vàng với đô thì tiếp tục lên giá, thành ra dù nó lên giá hay nó đứng giá đi nữa, vàng với đô là những cái tài khoản, những cái giá trị mà chúng ta lúc nào cũng có thể xài được. Tiền Việt Nam không có giá trị, hiện tại tiền Việt Nam là những tờ giấy không có giá trị, mà nó thật giả lẫn lộn, mình không có biết phải là lúc nào nó bị mất cái giá trị đó đi hoàn toàn luôn. Thành ra xin mọi người hãy cẩn thận với tài khoản của mình. Mình yêu cầu mọi người chỉ là rút tiền Việt Nam ra mua vàng với ngoại tệ, giữ những cái phần nào đó, chẳng hạn như giữ 1 triệu, 2 triệu tiền Việt Nam trong nhà của mình để xài mỗi ngày thôi. Đừng có giữ một cái số tiền lớn, bởi vì giữ số tiền lớn khi mà một khi có chuyển biến á, thì là tài khoản của mình mất hoàn toàn. Tiền Việt Nam không có giá trị, mình luôn lặp lại những cái từ này là để cho mọi người bảo vệ tài khoản của mình và tài sản của mình. Có người hỏi là Trầm B Cambodian Rylan hả? Mình không biết là cái gốc gác của anh ta là người nào, nhưng mà anh ta là tổng giám đốc của ngân hàng đó, bây giờ đã gom tiền bỏ chạy qua bên California đó. Anh ta có một cái link mình đã post lên trên Facebook rồi, là không
là anh ta đầu tư một cái số mà tiền rất là lớn, và cái khu đất đó là anh mua để mà cất những cái nhà rồi nào lên đó. Tiền Việt Nam như giấy tiền âm phủ. Bankruptcy, I can't believe it. How economy is having bank go bankrupt. Mình nước ngoài, nước Mỹ này nọ không có thấy cái bankruptcy của nhà băng đâu, nhưng mà bên Việt Nam là có đó, có nhiều người rất là nhiều. Hôm qua mình có nói chuyện với một người bạn, bạn ấy là nhờ mình nhắn gửi tới tất cả đồng bào trong nước, khi mà nếu mà đồng bào trong nước mà ra nhà băng rút tiền đó, thì nhà băng chỉ cho rút tiền Việt Nam, không cho giúp rút tiền ngoại tệ, là nhất là tiền đô USD. Thì nếu mà cái số tiền mà USD của mình á nó nhỏ, chẳng hạn như 1 2 ngàn, 5 3 ngàn á, thì mà người ta không cho mình rút á, thì phải kêu lúc mà đi tới nhà băng rút mấy cái tiền ngoại tệ á, thì phải kéo cả gia đình của mình tới. Rồi nếu mà người ta không có cho mình rút cái tiền ngoại tệ đó ra đó, thì mình phải lập tức nguyên cả gia đình mình là phải la lên, phải kêu cả giám đốc ngân hàng, bất cứ người nào là có chức cao nhất ở trong cái ngân hàng đó ra, mà phải làm thiệt là dữ lên, thì người ta mới bắt đầu cho mình rút tiền ra, và phải làm giấy tờ rút tiền, tiền của mình bỏ vô, mà bây giờ muốn rút ra phải lấy rút làm giấy tờ rút cái tiền ngoại tệ đó ra. Nhưng mà chỉ được cái số nhỏ thôi, những cái số lớn thì có nhiều người đã bị mất. Nếu mà mình không làm dữ lên mà họ kêu ok đi về đi rồi bữa khác quay lại để mà giải quyết, không có đi về, người bạn đang nói là nếu mà đi về á là bị, là tài khoản của mình sẽ bị đóng băng lại, không, nó không có cho mình rút ra đâu, mà mình sẽ tiếp tục bị giống như nó kêu mình đi về rồi quay lại giải quyết, đi về quay lại giải quyết, nó cứ làm như vậy hoài đó. Thành ra mấy em đã bị qua rồi, thành ra nhắn với mình là nên khuyên mọi người nếu mà đi rút cho tiền nhà băng, họ kêu á là bây giờ không cho rút tiền ngoại tệ nữa, mà bây giờ suy cái tiền ngoại tệ, cái giá trị của tiền ngoại tệ đó ra tiền Việt Nam đi, rồi họ cho rút tiền Việt Nam thôi chứ không cho rút tiền ngoại tệ. Thì ba của người em này á mới là làm dữ lên lắm, thì họ bắt đầu ok mới kêu giám đốc này nọ ra làm giấy tờ để mà rút đi một mớ tiền ngoại tệ ra được. Thành ra em đã nhắn vô là phải khuyên mọi người á là tiếp tục đi rút tiền ngoại tệ ra, và phải làm thiệt là dữ, chứ nhà băng không có cho rút tiền ngoại tệ nhiều. Nguyễn Thanh Tịnh nói là mỗi năm Việt Cộng phải cống nạp cho Tàu 10 tỷ đô la theo hiệp ước thành đô, cho nên Việt Nam ngày nay vỡ nở đầu hả? Việt Nam thì bây giờ là nợ tùm lum đó, mà mỗi người công nhân Việt Nam, mỗi người con cháu Việt Nam phải trả nợ cho chính phủ Việt Nam, mà chính phủ Việt Nam mượn nợ nó bỏ vô tiền nó, xong nó gom nó chạy đi ra nước ngoài mà nó đầu tư, rồi nó đem gia đình con cái nó ra, người dân mình ở lại phải trả số nợ này cho tụi Việt Cộng, cho nhà cầm quyền Việt Nam. Thành ra chúng ta phải bảo vệ tài khoản của mình, và hãy đứng lên thật là mạnh mẽ để nói lên tiếng nói của mình là cái số nợ này mình không phải là người gánh cho chính phủ Việt Nam, nó bỏ hết tiền trong người của nó, nó lấy nó đi rồi. Có nhiều bạn vô á nói là cuộc sống ở Việt Nam á đâu có thấy cái gì đâu, hàng xóm của em không có lên tiếng gì hết, bất cứ mọi người xung quanh đều không ai lên tiếng hết. Thì chất độc hại thì nó vô con người của mình ăn vô mỗi ngày, những cái nhà máy Trung Quốc nó mọc đầy ở trên 63 tỉnh thành ở bên nước Việt Nam, nó thả những cái chất độc hại này vô những cái nguồn nước, mà ngoài cái nguồn nước đó ra, đồng thời chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam mở cửa cho Trung Quốc đem hết những cái đồ độc hại, đồ ăn trực tiếp từ Trung Quốc đem qua mà không có cần phải đánh thuế nữa chứ, đem vô tràn ngập nước Việt Nam. Thì những cái bữa cơm, những cái món ăn thức uống mỗi ngày của chúng ta đó là những cái món độc hại mà người dân thì ăn vô mỗi ngày, thì lại nói là không có thấy chuyện gì xảy ra hết, đâu có bị chiến tranh, đâu có gì đâu, Trung Quốc đâu cướp nước Việt Nam mình đâu. Cứ Trung Quốc đang đấn chiếm nước Việt Nam và thao túng nền kinh tế Việt Nam bằng cách mở những công ty, những nhà máy ra, thả những chất độc ra, tiêu diệt người Việt Nam, không cần tốn một viên đạn, không cần tốn một phát súng, người Việt Nam mình vẫn tiếp tục im lặng, vì không có thấy là được là nó phát một cái đùng nào đó hay người nào đó lăn ra chết, hoặc là nó làm nổ cái gì đó cho một cái tỉnh thành nào đó, cho cái tỉnh thành nó bốc cháy lên, thì người Việt Nam hoàn toàn không có thấy cái đèn chuyện đó. Bây giờ nó vừa kiếm tiền được trên đất nước của mình, nó vừa tiêu diệt được người dân tộc của mình, mà nó vừa hả sau này dân tộc của mình sau này á là bị quái thai dị dạng luôn, thì mọi người chúng ta vẫn tiếp tục im lặng, vì không có nghe, không có lên cái tiếng nào hết, bởi vì nó không có làm cái gì để mà nó nổ hay là nó làm lớn lên để cho mọi người đều nghe. Nó âm thầm giết người dân của chúng ta, âm thầm tiêu diệt dân tộc Việt Nam,
nó muốn chiếm đất nước Việt Nam, để mà hiện tại bây giờ là nhiều người bạn vẫn không biết. Nhưng mà mình thấy một cái đau lòng nhất đó là dân tộc của mình á, cam chịu nhịn nhục nhưng mà lại tiêu diệt, cam chịu nhịn nhục cho giặc vô tới nhà của mình, tiêu diệt dân tộc của mình, tiêu diệt đời sau của mình, không dám lên tiếng, không dám đuổi tống cổ nó ra khỏi nước Việt Nam, ngược lại đi giày xéo lẫn nhau. Một người ăn cắp chó thì bị đánh, 10 người người nhà vô đánh, đánh cho tới chết. Thì cái đó kêu là nó là phải xử cho nó không dám nữa. Nhưng mà nhà cầm quyền Việt Nam đem bao nhiêu công ty Trung Quốc vô đầu tư vô nước Việt Nam, dựng lên những cái nhà máy, tiêu diệt nước Việt Nam, tiêu diệt cả triệu người, tiêu diệt cả trăm ngàn người, không có ai dám lên tiếng hết, lại không ai dám đứng lên là phải triệu người Việt Nam. Mình có 95, gần 95 triệu dân, không ai đuổi được những cái nhà máy, chỉ là một cái nhà máy Formosa ở ngoài Hà Tĩnh thôi mà cũng không có giải quyết được, mà hả, một người bắt chó là bị 10 người nhà vô đánh. Vậy chứ một cái nhà máy đó 90 triệu dân ở đâu, không ai giải quyết được cái chuyện này. Một nhà máy không giải quyết được thì bây giờ nó mọc ra là toàn nước Việt Nam, mà nó xả hết, nó phá hủy hết những cái dòng sông, những cái môi trường sống, cái hệ sinh thái sau này con cháu đời sau chúng ta sẽ rất là không còn sống được nữa. Mình đã lên tiếng rất là nhiều lần rồi, chúng ta là một lực lượng rất là đông, rất là mạnh. Thì bây giờ mình á đã nhờ một người bạn đã nghiên cứu được là bao nhiêu công ty Formosa hiện tại bây giờ trong công bao nhiêu công ty Trung Quốc nó mọc đầy ở trên bên nước Việt Nam. Mình sẽ đọc cái danh sách đó lên cho mọi người nghe là nó tai hại như thế nào khi mà đất nước Việt Nam, kinh tế nước Việt Nam, con người Việt Nam bị nó thao túng như thế nào. Chỉ cần tính đi bao nhiêu cái công ty này á, nó chỉ đem ra khoảng chừng 5.000 người công nhân thôi, thì bao nhiêu công ty này nó sẽ sanh sôi nảy nở, bao nhiêu quân lính giặc nó xung quanh nước chúng ta, và nó nằm trong tại nước chúng ta. Khi mà có biến động, nó chỉ cần mở cái cửa nhà máy nó ra thôi là bao nhiêu dân của nó ra đánh chiếm cái Việt Nam mình, tiêu diệt nước Việt Nam mình. Mà có nhiều bạn nói là bây giờ hả, tại Sài Gòn, Nha Trang, ngoài Bắc là thôi thua rồi, ngoài Bắc là coi như là Trung Quốc nó chiếm hết rồi. Bây giờ không biết lúc nào mà nó chỉ tuyên bố chủ quyền là Việt Nam là của nó thôi, chứ nước Việt Nam mình là hoàn toàn nó bị thao túng bởi Trung Quốc rồi. Danh sách công ty Trung Quốc, Trung Cộng ở Việt Nam. Một, Formosa Hà Tĩnh. Hai, Formosa Tây Nguyên. Ba, Formosa Đồng Nai. 4. Nhà máy đạm Cà Mau. 5. Nhà máy Lee and Men ở Hậu Giang. 6. Khu công nghiệp Long Giang ở Long An. 7. Nhà máy đạm Ninh Bình. 8. Thô Ly Hoa Sen. 9. Thép Hàng Phát, Hòa Phát. 10. Nhà máy nhiệt điện Trà Vinh. Dựa theo thông báo từ Viện Nghiên cứu Trung Quốc có trụ sở tại Việt Nam, thì còn có nhiều công ty Trung Quốc sau đây đang ở Việt Nam. Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp ở Hải Phòng, 150 triệu USD của công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hiệp đầu tư Thâm Việt. Dự án khai thác, kinh doanh khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản ở Tiền Giang, 100 triệu USD của công ty thương nghiệp hữu hạn trách nhiệm hữu hạn đầu tư quản lý Tiền Giang, Trung Quốc. Dự án sản xuất giày ở Đồng Nai 60 triệu USD của công ty Đông Phương Đông Trung Quốc. Dự án xây dựng nhà máy luyện và cán thép ở Thái Bình 33 triệu US. Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1, thành phố Lạng Sơn 27 triệu 750 ngàn USD của công ty. Nếu mà nói cái từ LLC thì nó dễ lắm, nhưng mà cái từ trách Việt Nam nó khó quá, trách nhiệm hữu hạn, cái từ không có hay tí nào hết á. Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1, thành phố Lạng Sơn 27 triệu 750 ngàn USD của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bá Nam Ninh. Dự án sản xuất tinh bột Wolfram xuất khẩu ở Quảng Ninh 20 triệu USD của công ty trách nhiệm hữu hạn Wolfram Hạ Long. Dự án đúc các sản phẩm kim tiêm nhựa và các sản phẩm nhựa 20 triệu USD của Tacotec Corp Trung Quốc. Dự án sản xuất linh kiện điện tử ở Đà Nẵng 100 ở Đà Nẵng 18 triệu USD của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Tù Hữu.
Tường Hụ, dự án sản xuất ván ép MDF ở Long An 10 triệu USD của công ty Glory Wind Trung Quốc. Dự án dịch vụ liên quan đến gia công, in phu, đồ họa, sản phẩm quảng cáo, dịch vụ quảng cáo ở thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thái Phung In Quảng Cáo Sơn Đông. Bao nhiêu công ty của Trung Quốc phải không? Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Trung Quốc còn thống kê hiện nay đầu tư trực tiếp của Trung Quốc có mặt trên 52 tỉnh thành của Việt Nam, nhưng trong đó chủ yếu tập trung tại các thành phố đông cư dân, có sức thu hút lao động mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như đi lại giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đứng đầu trong các địa phương thu hút đầu tư của Trung Quốc tính đến cuối năm 2009 là Hà Nội 112 dự án, thành phố Hồ Chí Minh 60 dự án, Bình Dương 52 dự án, Hải Phòng 43 dự án, Quảng Ninh 37 dự án. Các dự án đầu tư ở những địa phương này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng. Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc cũng đã hướng đến một số tỉnh biên giới gián tiếp với Trung Quốc của Việt Nam. Trong đó có một số tỉnh có cơ sở hạ tầng kém, trình độ phát triển thấp, khó thu hút vốn đầu tư nước ngoài như Lào Cai 26 dự án, Lạng Sơn 20 dự án, Cao Bằng 7 dự án, Lai Châu 2 dự án. Ngoài ra, Trung Cộng còn đầu tư ở Cambodia và Lào để tạo vây cánh và đồng minh. Viện Nghiên cứu Trung Quốc có thống kê, nó có đồng minh luôn cả Lào với lại Cambodia đó. Trong khi đó, liên tục trong những năm gần đây, đầu tư của Trung Quốc ở Cambodia luôn đứng đầu. Đến tháng 6 năm 2002, đầu tư của Trung Quốc vào Cambodia là hơn 100 dự án, vốn hiệp định khoảng 350 triệu USD. Xếp thứ tư sau Malaysia, Đài Loan, Mỹ, nhưng đến năm 2009, tổng đầu tư của Trung Quốc ở Campuchia đã vượt 6 tỷ USD, gấp gần 3 lần đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam gần 20 năm qua. Với Lào, hiện Trung Quốc đang đứng ở vị trí thứ 2 trong tổng số 37 nước có vốn đầu tư trực tiếp vào tại Lào sau Thái Lan. Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào Sinlavong Kompaitun cho biết vốn đầu tư của Trung Quốc tại Lào hiện đã đạt 3.577 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc là 2.67 tỷ USD, số còn lại là phần hùng của các liên doanh giữa hai nước. Mặc dù hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Lào mới chỉ bắt đầu từ năm 1998 tới năm 1999, trong 10 tháng năm 2009, Lào đã cấp giấy phép cho 20 dự án của Trung Quốc với số vốn là 247 triệu USD và chính phủ Lào đang xem xét 58 dự án khác của công ty Trung Quốc. Khi được thông qua, đầu tư của Trung Quốc sẽ gia tăng mạnh, thậm chí có thể cao hơn cả mức đầu tư ở Thái Lan và Việt Nam. Có nghĩa là bây giờ Trung Quốc nó đã, những cái nước vòng vòng đó, nó muốn thao túng, nó muốn bá chủ Đông Nam Á hết và nó còn muốn bá chủ cả thế giới nữa, thành ra nó đã làm những cái thứ độc hại nó truyền ra ngoài và nó, nhất là nước Việt Nam của chúng ta, nó muốn chiếm hoàn toàn, nó không muốn làm đồng minh đâu mà nó muốn chiếm hoàn toàn nước Việt Nam, là một cái địa thế nằm giữa trung tâm Đông Nam Á rất là thuận tiện để mà đánh chiếm những cái nước khác hay là làm bá chủ cái Đông Nam Á. Thành ra Trung Quốc nó sẽ tiêu diệt nước Việt Nam, tiêu diệt con người Việt Nam và nó sẽ lấy đất nước của mình mà nó để nó làm cái đà đứng lên để bá chủ Đông Nam Á. Mà người Việt Nam ngày hôm nay của chúng ta đã trực tiếp, gián tiếp, tiếp tay cho giặc Trung Quốc tiêu diệt đồng bào của mình là sao? Những bậc cha mẹ, những bậc chú bác không dám lên tiếng, đã trực tiếp mua những cái món đồ made in China để mà xài trong gia đình, ăn vô trong những cái bữa cơm của mình và đánh đập. Khi mà người dân đứng lên đòi lại cái sự sống thì lại bị công an Việt Nam, quân đội Việt Nam, những cái bộ đội công an Việt Nam đã nghe theo lệnh của nhà cầm quyền Việt Nam, mà nhà cầm quyền Việt Nam lại theo lệnh của tụi Trung Cộng đánh đập người dân của mình rất là tàn bạo, rất là dã man. Nhưng mà người Việt Nam của mình nó lại đánh đập chính người Việt Nam của mình và rước giặc vô nhà tới tận cửa như vậy á, mà bây giờ chúng ta tiếp tục im lặng nữa thì
Đời con cháu của chúng ta chính là chúng ta hại, đừng có đổ thừa cho hết trơn. Ngày hôm nay những bậc cha mẹ, những bậc chú bác vẫn tiếp tục im lặng là chúng ta đã trực tiếp giết hại con cháu của chúng ta đời sau. Chúng ta không có nói là tại vì không ai lên tiếng, tại vì người bên nhà của mình không có dám lên tiếng, người bên phải của mình không có lên tiếng, một mình tôi làm được cái gì đây? Một mình bạn đứng lên, người bên kế bên cũng là một người đứng lên, là chúng ta sẽ có một lực lượng rất là mạnh phải gìn giữ đất nước của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đang rất rất là lâm nguy. Xin mọi người hãy đừng có mà thờ ơ với đất nước nữa. Có nhiều người bạn trẻ vô nói là chị ơi em đã sẵn sàng cho ngày đầu biểu tình 5 tháng 3. Xin nhắc lại với tất cả các bạn là ngày 5 tháng 3 chỉ là một cái bước khởi đầu cho một cuộc sống mới. Đây là một cái cơn sóng nhỏ bước lên để chúng ta đã tạo ra những cái cơn sóng khác đứng lên. Làm tới khi nào, đứng lên tới khi nào cho nhà cầm quyền Việt Nam ngồi xuống bàn thảo với mình phải làm ra một cái lực nào đó. Đừng có để mà một cái nhóm nào đó đứng lên vì đồng bào, vì đất nước, một nhóm không thể nào làm được toàn dân, toàn nước. Mỗi người công nhân Việt Nam phải có một trách nhiệm bảo vệ đất nước Việt Nam. Nếu mà các bạn vẫn còn hơi thở trong cái không khí Việt Nam, các bạn phải có một trách nhiệm, nhất là những bậc cha mẹ ngày hôm nay rất là ích kỷ. Người Việt Nam chúng ta rất là ích kỷ. Là chỉ nói là sống cho bản thân mình thôi, không có sống cho một người kế bên của mình, hay là ngày hôm nay chỉ biết ngày hôm nay, không có nghĩ được là 10 ngày sau, 1 năm sau, nước Việt Nam mình không còn thời gian nữa. Những cái dự án mà nhà Trung Quốc mà nó mọc lên như vậy, toàn bộ nước Việt Nam mà nó cứ mọc lên như vậy, những cái nhà máy đó nó xả những chất thải đi đâu? Nó thả tại trong nước Việt Nam của mình, trong những cái nguồn nước, trong những cái cánh đồng lúa, rồi những cái cánh đồng mà trồng những cái rau trái cây, những cái rau ăn cải, nó sẽ tiêu diệt cái nguồn sống của người Việt Nam mình bằng cách sẽ cho người Việt Nam mình đói và không có sản xuất ra được. Khi mà mình đói không sản xuất ra được thì nó tung hàng từ Trung Quốc nó đi vô, thì mình là người làm rất là cực khổ. Mình có một cái link post lên đó là một người công nhân Việt Nam may dài phải may 160 đôi giày thì mới ra được một đồng, một cái lương của một đôi giày thôi, một cái lương trị giá của bằng một đôi giày thôi, là phải may tới 160 đôi giày thì mới ra một tiền lương của mình ngày hôm đó. Thì cái đồng lương của mình làm ra rất là thấp kém, thì ngược lại mình đi mua những cái đồ mà nhập từ ở Trung Quốc đi vô, nhập từ Trung Quốc đi vô như vậy á, nó lại bán giá cao lên đi, thì mình làm ra cái gì? Mình làm nô lệ, mình làm nô lệ cho nó tại trong nước của mình, nó vừa chiếm nước của mình, nó vừa làm ra đồng tiền và nó vừa hại dân tộc của mình nữa. Thì đồng bào hãy Việt Nam chúng ta đừng có tiếp tay mà tiêu diệt chính người thân của mình, chính gia đình của mình và chính dân tộc của mình như vậy. Hãy cùng nhau lên tiếng đi, đừng có mà tiếp tay với tụi giặc mà nó giết hại dân tộc của mình như vậy. Chúng ta nói là chúng ta bảo vệ gia đình của chúng ta, nhưng mà cách chúng ta bảo vệ ngày hôm nay là gì? Cho con cái đi học rồi về cho con ăn, nhưng mà đồng thời chúng ta đã trực tiếp cho con mình ăn những cái món ăn độc hại như vậy mà không có ai nhận thức ra được hết. Nhiều cái bạn vô tâm sự rất là đau lòng, là khi mà mấy em tâm sự là em đã nhìn thấy sự việc rồi, em nói với người hàng xóm của mình, người ta lại bỏ đi, hoặc là nói em là người phản động, hay là nói em muốn tại sao nói xấu đất nước rồi này nọ. Mình không có nói xấu, mình nói sự thật là không bao giờ nói xấu. Xin các bạn hãy cùng nhau lên tiếng bảo vệ đất nước của mình ngày hôm nay. Những tên như Trọng Lú, Phúc Hối, tụi nó ăn không còn gì để ăn, lũ chó khốn nạn. DMCS ai biểu Việt Nam ngu hả? Người Việt Nam mình không ngu đâu, Thái Trần. Người Việt Nam mình chỉ là nhịn, nói là nhịn một bước nhường mười, một bước, cái câu đó nói sao quên rồi, nhưng mà đại khái là nhịn là để cho nó qua câu chuyện nó đi, cho nó lành. Nhưng mà mình càng nhịn là mình càng nhu nhược. Nếu mà những cái chuyện nào mình nhịn mà để cho mọi người xung quanh của chúng ta không có từ một chuyện nhỏ xé ra to đó, thì mình nên nhịn. Nhưng mà những cái chuyện này nó đang tiêu diệt dân tộc của mình không thể nào nhịn được nữa. Mình đã nhịn quá lâu rồi. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại bây giờ á là nó làm đủ mọi chiêu trò hết á để nó mị dân. Mình cũng có post mấy cái link là ông Nguyễn Phú Trọng mấy ngày nay ra những cái lời nói như là phải xử người này, phải xử người kia để cho lòng dân. Formosa vẫn còn tiếp tục xả những chất thải độc ra biển. Hôm nay mình thấy một cái video đó, clip đó, là cái sóng biển nó dâng lên nước màu đỏ hết luôn. Thì đây là một cái tín hiệu là dân tộc Việt Nam sẽ bị bệnh ung thư. Bây giờ bệnh ung thư ở trong đất nước Việt Nam đã nhất nhì thế giới rồi.
Rồi bây giờ những cái chất biển, đồ hải sản là không thể nào tin tưởng được. Biển ở bốn tỉnh miền Trung đã hoàn toàn bị chết. Thành ra cá những cái đồ biển không còn thể nào mà xuất khẩu ra được nước ngoài. Những cái nước như là Mỹ, Úc, Pháp, họ không có nhận những thứ đồ ăn biển ở trong nước Việt Nam nữa. Ngày hôm qua hôm kia mình thấy một cái status của ai đó post lên là người dân đi câu cá ở những cái vùng biển, họ làm khô rồi con mèo nó lại nó ăn thôi, là nó đã dậy ra chết rồi. Những cái thức ăn đó là một con mèo nó ăn thôi, còn bây giờ bao nhiêu khô nó tản ra hết nước Việt Nam mình, bao nhiêu người ăn. Những người nghèo là những ăn những cái món khô, những cái món độc hại vậy, thì người nghèo sẽ càng nghèo hơn. Và bệnh bệnh thì đi đâu bây giờ chữa, đi đâu chết thì nằm đó chết, chờ chết thôi. Nhưng mà xin mọi người đừng có thờ ơ nữa, phải bốn tỉnh miền Trung, yêu cầu đồng bào ở bốn tỉnh miền Trung hãy làm đủ mọi cách thật là mạnh mẽ, phải lật đổ cái nhà máy Formosa. Nó là một cái chánh cho mọi người dân toàn quốc, là một cái ngọn lửa đứng lên để đốt sạch những cái nhà máy này, là diệt những cái nhà máy này và đẩy cái tụi này ra khỏi nước Việt Nam của mình. Nếu đồng bào bốn tỉnh miền Trung mà vẫn tiếp tục không lên tiếng hoặc là lên tiếng không có đủ mạnh là toàn dân toàn quốc chúng ta đều bị thua. Với lại cái bọn giặc mà nó đã vô tới tận cái nhà của mình, nó giết từ những cái món ăn thức uống tại trong gia đình của mình, mỗi ngày mình ăn vô uống vô, những cái nhà máy mà nó xả chất độc ra như vậy, nó đã giết cái món ăn đầu tiên là món cá rồi. Bây giờ tới nguồn nước, mọi người trên thế giới là ai cũng phải cần nước, nhưng mà bây giờ nguồn nước ngọt của mình lại bị tiêu hủy như vậy. Nhất là cái nhà máy Lion Man ở Hậu Giang đó, nó mà nó xả chất thải ra là nguyên một cái con sông ở trong đó nữa, là người dân chúng ta ở miền Nam lại còn chết nữa. Tấn Đào Hoàng có nói là hiện nay tình trạng đột quỵ chết rất là nhiều do đó các bạn hả? Đồng bào Việt Nam ở trong nước đừng có im lặng nữa. Nói tới đây thì mình mới sực nhớ lại là mình có nói chuyện rất là nhiều anh chị em và đọc những cái comments của những cái video clips mà mình đã post lên đó, thì rất là nhiều đồng bào ở hải ngoại sẽ cùng với đồng bào trong nước đứng lên biểu tình ngày 5 tháng 3, và có nhiều bạn đã gọi tới những cái đài báo ở nước ngoài rồi, là bên Đức thì có anh Tấn Bạch đã gọi những cái đài báo bên Đức đã có mặt tại Việt Nam, và ở bên Mỹ thì đã có anh James đã viết thơ rồi gọi những cái đài báo như CNN, những cái đài báo nó về tới Việt Nam để chứng kiến những cái quay lại những cái cảnh ngày 5 tháng 3. Thì xin đồng bào ở trong nước đó, đừng có thờ ơ nữa. Nếu mà đồng bào ở hải ngoại đã sẵn sàng đứng lên chiến đấu cùng đồng bào ở trong quốc nội, thì chúng ta phải đừng có để một nhóm nhỏ nào đó đứng lên ở trong nước. Chúng ta phải làm thiệt là mạnh lên toàn dân toàn quốc. Nếu mà chúng ta theo cái bài đọc vừa rồi mà cái video clip của mình nó nói, nếu mà đồng bào hai bên đường á, những người nào mà nhát nhất sợ nhất không có dám đứng lên thì hãy tập trung ra ngoài mặt đường hết, và cầm theo những cái chảo nồi gõ gõ, phải ủng hộ tinh thần những cái anh chị em nào mà dám xuống đường và dám cầm những cái khẩu hiệu. Những khẩu hiệu phải làm thiệt là nhiều và làm đủ lớn để cho mọi người chúng ta thấy và toàn thế giới đều thấy hết, là những cái nhà báo ở nước ngoài họ sẽ quay phim rồi. Mình làm những cái khẩu hiệu là phải bằng đủ mọi thứ tiếng khác nhau, Đức, Pháp, Mỹ, Anh, bất cứ ngôn ngữ nào mà ai có thể làm được, ai có thể viết ra được, thì làm ơn làm hết những cái ngôn ngữ đó lên những cái banners, thì mọi người ở nước ngoài, những cái nhà báo nước ngoài sẽ thấy được. Và mình xin nhắc lại những anh chị em ai mà biết nói những cái ngôn ngữ, bất cứ ngôn ngữ nào mà mình có thể nói ra được, phải lập cho mình những cái một cái phần nói đi, một cái phần tóm tắt lại câu chuyện, chuyện gì đang xảy ra tại trong nước Việt Nam, và chúng ta đang đòi hỏi cái gì và đang bị cái gì, đang sự kèm kẹp của tụi Trung Quốc, Trung Cộng, Việt Cộng nó như thế nào. Chúng ta phải lập tức, những bạn đó phải cho mình một cơ hội đứng trước cái máy camera của những nhà báo đó, những nhà báo nước ngoài, và phải nói với họ là tôi muốn có cuộc phỏng vấn và tôi muốn nói lên những cái gì tôi muốn nói. Nhà báo nước ngoài họ sẽ cho các bạn đứng nói đi, nói trước camera của họ, mà họ rất là vui khi mà được các bạn tự động đứng lên nói như vậy. Xin các bạn đừng có gửi message vô nha. Cảm ơn. Bảo Tôn có nói là chúng tôi đồng bào hải ngoại luôn đồng hành với đồng bào quốc nội.
Mình yêu cầu là đồng bào quốc nội đừng có mà thờ ơ với đất nước ngày hôm nay nữa, là chúng ta đã chuẩn bị cho một cái bước đầu tiên là ngày 5 tháng 3 là toàn dân toàn quốc trong và ngoài nước đã chuẩn bị tinh thần rồi, thì xin mọi người hãy đừng có mà thờ ơ nữa. Chỉ một cái nhóm nào đứng lên không có đủ mạnh đâu, trong khi đó bao nhiêu nhà báo ở nước ngoài mà những người Việt Nam ở hải ngoại đã chuẩn bị hết trơn rồi mà đồng bào trong nước vẫn còn thờ ơ nữa, là chúng ta đã hoàn toàn bị mất nước đó, sẽ làm nô lệ và đời con cháu chúng ta không còn nữa. Người dân miền Nam mà đồng lòng thì cộng sản sẽ tiêu. Mình không có nói là người dân miền nào hết, tất cả toàn dân toàn quốc phải cùng nhau đứng lên. Mỗi người công nhân Việt Nam là phải có một trách nhiệm đối với đất nước ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta vẫn còn yêu một cái dân tộc Việt Nam, vẫn còn biết là nước Việt Nam là một cái nước độc lập, là một cái nước hả được 4.000 năm lịch sử mà giặc phương Bắc Trung Quốc là một kẻ thù của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, mà ngày hôm nay chúng ta lại để mất nước trong cái tay của tụi nhà cầm quyền Việt Nam đã rước giặc vô nhà như vậy, thì đó là một cái sự sỉ nhục cho một dân tộc, mà một dân tộc mà bị tiêu diệt như vậy thì quá đau đớn phải không? Hương Ngọc Long nói là đồng bào ở hải ngoại xin hãy giúp sức. Đồng bào ở hải ngoại đã sẵn sàng cùng đồng bào trong nước rồi, nhưng mà bây giờ chỉ có đồng bào trong nước thôi. Bao nhiêu bạn trẻ, bao nhiêu người sinh viên học sinh, có ai dám nghỉ học để bãi thị hay không, có ai dám nghỉ học để mà đứng lên cùng với lại mọi người dân không? Không có ai hết. Sinh viên Việt Nam ngày hôm nay vẫn còn im lặng, và vẫn còn 2 ngày nay là bao nhiêu video nổi lên là bao nhiêu hội sinh viên Việt Nam hay là những người bạn trẻ Việt Nam vẫn còn lên múa hát rồi rồi cởi đồ ra show off lên những cái video clip đó. Thì bây giờ á, mọi các bạn đều hay nói chúng ta cần một thủ lãnh, chúng ta một cái người dẫn đầu, chính các bạn là người leader của mình, chính mình hãy lập ra một cái nhóm đi. Nếu mà các bạn có một nhóm 10 người thì phải chọn những một người bạn lớn tiếng nhất, mạnh mẽ nhất cái trong nhóm 10 người của chúng ta là một cái leader, leadership. Thì á, những một cái người leader, những cái người mà đứng lên làm cái tổ trưởng cho mình á, thì cái người leader này chính các bạn chọn, là trong nhóm bạn bè mình tin tưởng nhau, bảo vệ lẫn nhau. Nếu mà mình có 100 nhóm như vậy, 100 nhóm nó sẽ truyền ra được 1.000 nhóm, thì chúng ta là một cái lực lượng rất 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 là mạnh. Mọi người hãy tạo lực lượng lớn mạnh để thay đổi thể chế này. Công dân chính là leader, mỗi người công dân chúng ta phải làm chủ cuộc sống của chúng ta và làm chủ một cái gia đình của chúng ta, thì chúng ta chính là người leader của chúng ta đó. Đừng có đợi ai, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, hễ mà người nào đứng lên nói câu là tôi là thủ lĩnh của các bạn, tôi sẽ là người dẫn đầu của các bạn, là người đó các bạn không nên tin tưởng. Không có ai thời buổi này, không ai dám đứng lên nói là tôi sẽ người là người thủ lãnh của các bạn hết. Nếu mà người nào đứng nói lên mà giữa trong nước Việt Nam như vậy mà vẫn còn hả bô bô ba ba, mà vẫn còn sống phay phay, mà ngồi ngồi trong phòng bao nhiêu gỗ xung quanh rồi, ba không được tin, không nên tin, mà phải tin chính bản thân mình. Mình có thể là một người leader, tại sao mình phải đợi cái người nào đó ra lệnh cho mình hay là chỉ dẫn mình mới làm được? Bạn chính là người leader, bạn chính là thủ lĩnh của bạn và thủ lĩnh cho gia đình của mình, chính là người leader trong cái gia đình của mình, thì á, mình phải bảo vệ từ miếng ăn, miếng cơm và những cái vật xung quanh của mình, thì chính các bạn là người leader của gia đình mình và chính con người của mình. Nhiều người nói là đừng có nản chí, quyết định xuống đường ngày 5 tháng 3. Mọi người một lần nữa mình kêu gọi đồng bào ở trong nước đừng có thờ. Nếu mà các bạn thật sự là nhát 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 như mình đi, không có dám làm cái gì hết trơn á, nồi niêu son chảo cây gậy cứ ra gõ gõ thiệt là lớn để ủng hộ, phải làm cho cái khí thế thật là mạnh lên, thì mọi người chúng ta là một cái sự góp tay, dù là cái góp tay đó rất là nhỏ nhặt, không có đáng để cho mình làm, thì chỉ cần những cầm cái gì mình gõ lên và hô hào theo mọi người là Formosa cút khỏi Việt Nam hay Formosa get out of Vietnam, là mình cứ lan lên một cái câu đó thôi. Mình không cần phải nói những cái gì, không cần phải lật đổ ai hết, mình chỉ nói một câu đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì là một cái sự góp sức của đồng bào rồi đó, không có cần phải mà làm cái gì.
mà nhiều bạn cũng nói rồi, mình biểu tình ôn hòa nhưng mà không để cho bất cứ người nào đánh đồng bạn, người bạn của mình kế bên hoặc là người bạn đi theo bên mình. Một người ngã xuống triệu người đứng lên, đây là một cái tinh thần của một dân tộc, của một tình người, tình yêu nước, tình yêu thương giống nòi. Một người ngã xuống triệu người đứng lên. Trong cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3 sắp tới này, rất là nhiều công an quân đội đã dày đặc tại trong nước Việt Nam ngày hôm nay, là những cái tỉnh, những cái thành phố lớn Sài Gòn, Hà Nội, những cái thành phố lớn là nó dày đặc tình báo Hoa Nam, quân đội, công an, nó sẽ đàn áp cuộc biểu tình này vì chính nhà cầm quyền Việt Nam với lại chơi Trung Quốc đó, nó muốn là cái đoàn biểu tình này sẽ bị dẹp trong vòng một ngày, là người phải đánh đập tàn bạo người dân Việt Nam mình để cho người mình không sợ, không dám đứng lên nữa, không dám lên tiếng nữa. Thì xin đồng bào ở trong nước đừng có sợ, nếu chúng ta có một lực lượng rất là mạnh, chúng ta đứng lên không ai dám có thể mà đánh đổ chúng ta được. Nếu chúng ta sợ đổ máu ngày hôm nay, đời sau chúng ta sẽ không còn là con người Việt Nam nữa. Xin đồng bào trong nước đừng có thờ ơ với đất nước nữa, đừng gì sợ đổ máu, đừng gì mà sợ đàn áp ngày hôm nay, mà nòi giống dân tộc và con người Việt Nam sẽ bị diệt vong, tên Việt Nam sẽ không còn trên bản đồ trên thế giới nữa. Thì xin đồng bào hãy đừng nghĩ là ngày hôm nay mình bị đổ máu, mình sợ quá, mình không dám lên tiếng nữa. Mình thấy rất là nhiều cuộc biểu tình ở trong nước rồi, những cái cuộc đứng lên trong nước rồi. Một ngày, đúng một ngày, mấy tiếng đồng hồ đó, bị đưa đầu ra, đưa mặt ra, bị cho công an quân đội đánh đổ máu rồi đi về, rồi im, nó chìm xuống, không có dám lên tiếng nữa. Thì những cái nhà máy Formosa, những cái công ty của Trung Quốc cứ tiếp tục mở, vẫn tiếp tục xả thải, vẫn giết biển, vẫn giết cái môi trường sống mình mỗi ngày. Những cái cuộc người dân đứng lên, không còn nhắc tới nữa, những cái chuyện nó đã bị im rồi, bị chìm xuống, không còn ai lên tiếng nữa, nhưng mà nhà máy Formosa vẫn tiếp tục nổi lên. Cầu xin đồng bào và tuổi trẻ trong nước đừng nên thờ ơ, đừng nên vô cảm với trước sự nguy cơ của đất nước và tương lai tuổi trẻ thế hệ mai sau. Hãy vượt qua sự sợ hãi để cứu nguy dân tộc thoát khỏi sự diệt vong của bao quyền cộng sản, của bạo quyền cộng sản. Thoát khỏi sự diệt vong của bạo quyền cộng sản và đã và đang hiến dâng đất nước cho đám ngoại bang Tàu Cộng, hãy đứng lên. Victor Nguyễn nói là phải quăng xăng và lấy xe đi trước, ủi vào đám công an đứng trước là nó sợ chạy tán loạn rồi người dân tràn lên. Thì mọi người ai cũng muốn là có một cái cuộc biểu tình đứng lên ôn hòa đòi lại quyền sống của mình, nhưng mà với sự ôn hòa của mình mà bị nhà cầm quyền Việt Nam cho người ra đàn áp thì chúng ta phải đánh trả lại. Đó là cách bảo vệ, đó là cách tự vệ của mỗi con người, đó là cái tự nhiên. Người ta đánh mình không thể nào đứng yên đó cho người ta đánh được, cách tự vệ đó là cái sự tự nhiên nhất của mỗi con người chúng ta. Văn Vui ơi nói là theo mình thì ngày 5 tháng 3 hãy mời phóng viên, nhà báo các nước vào chứng kiến. Ở bên nước ngoài, đồng bào hải ngoại đã sẵn sàng rồi, mọi người đã gửi thơ và đã kêu gọi những cái nhà báo nước ngoài vô nước Việt Nam rồi, và chung và mọi người ở nước ngoài đã sẵn sàng đứng lên cùng đồng bào ở trong nước rồi. Chỉ còn đợi đồng bào trong nước thôi, mình đã nói bao nhiêu lần là đồng bào hải ngoại đã lúc nào cũng sẵn sàng hết, chỉ có đồng bào trong nước là chưa có sẵn sàng thôi, mà không biết khi nào đồng bào trong nước mới sẵn sàng. Tới khi mà đồng bào trong nước sẵn sàng chắc là đất nước đã mất rồi và người dân chúng ta không còn sức lực để mà chống đỡ đỡ nữa. Xin đồng bào hãy đừng đừng có mà thờ ơ nữa, khi mà chúng ta còn có thể có cơ hội chống trả lại, có cơ hội giành lại dân tộc, có cơ hội giành lại đất nước thì phải lên tiếng thật là mạnh mẽ. Đây là cơ hội sống còn của dân tộc, đây là một cái cuộc chiến mà người dân chúng ta phải dùng cả tinh thần và sức lực và tài lực trong và ngoài nước để giành lại một cái đất nước của mình. Đồng bào ở hải ngoại hàng năm có trong tay hơn 10 tỷ USA, Việt Cộng rất thèm muốn. Vậy các bạn ở trong nước cứ an tâm, đây là số tiền dành cho con cháu của các bạn để xây dựng lại đất nước tự do Việt Nam cho chúng ta, con cháu của chúng ta. Người hải ngoại có rất nhiều người tài giỏi, các bạn cứ an tâm. Nói tới đây thì cảm ơn bạn Dư Luận Viên đã nói là như vậy, đồng bào ở hải ngoại đã lúc nào cũng sẵn sàng khi mà đất nước không còn cộng sản nữa. Bây giờ cộng sản nó đã phá tan quan nước Việt Nam của mình rồi, không có cái chỗ nào mà không thể mà không sửa lại,
lại nữa hết. Những cái đồng tiền hải ngoại sẽ là sức mạnh, và những người Việt Nam ở hải ngoại sẽ là một cái nhân tài tài lực, sẽ giúp đồng bào ở trong nước dựng lại nước Việt Nam. Mình bảo đảm khi mà những cái đồng bào trong nước, đồng bào ở ngoài nước tụ tập lại dựng lại nước Việt Nam, thì nước Việt Nam của mình sẽ làm cường thịnh trở lại và đã sẽ đứng nhất nhì Đông Nam Á trong một cái khoảng thời gian mà mình dựng lại thôi. Thành ra đồng bào trong nước hãy cùng nhau với đồng bào hải ngoại, chúng ta hãy cùng nhau góp sức thật là chặt chẽ để mà gìn giữ lại đất nước ngày hôm nay. Đất nước của chúng ta đang rất là lâm nguy, và con đường đi tới mất nước không còn xa nữa. Mình không trong nếu mà theo là cái cảm giác của mình đó, thì nó sẽ không còn xa đâu. Năm 2018 thôi, năm nay là 2017 rồi. Mà bây giờ nó đã càng ngày nó càng chiếm vô, mà nó chiếm bây giờ nó chiếm dần vô tới miền Nam luôn. Là ở Củ Chi đó đã có một cái link mình post lên rồi, là nó đã mua luôn cả cái huyện Củ Chi để làm nó cất lên những cái chung cư rồi những cái business của nó, để nó đem dân của nó vô ở. Mà người bạn ở trong nước hiện tại giờ bị đang nói là đi tới đâu tụi Trung Quốc nó xí xô xí xào đầy ở trong nước Việt Nam hết, mà người dân Việt Nam chúng ta giờ buôn bán cũng phải ghi những cái bảng hiệu như là bán chôm chôm hay là bán xoài cốc ổi gì đó, phải ghi tiếng Tàu ở trên những cái miếng đó. Mình là người Việt Nam, tiếng Việt Nam là phải xài trong nước của mình. Còn nếu mà xài tiếng nước ngoài thì nên xài tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp, những cái tiếng thông dụng hơn, chứ không thể nào mà cho tụi Trung Quốc nó tràn lan như vậy rồi nó bắt người Việt Nam mình phải nói tiếng của nó tại trong nước của mình. Cái đó là một sự nhục nhã vô cùng, mình không có chấp nhận điều đó. Nếu mà mình muốn tiến lên trong một cái xã hội văn minh hơn thì nên xài tiếng Anh, tiếng nước, những cái tiếng mà thông dụng nhất, không thể nào mà xài tiếng Trung Quốc được. Nói một câu, nếu Trung Quốc nó qua bên Mỹ, nó đi đâu là nó cầm theo cái máy mà thông dịch đó, nó bấm vô tiếng của nó là nó đưa cho người khác coi là nó muốn nói cái gì, chứ nó hoàn toàn nó không có nói được tiếng Anh ở ngoài nước, mà chỉ cái thành phần nào có ăn học được chút xíu mới nói được thôi. Mà không, nó đi tới đâu là nó cầm cái máy đó, nó bấm ra tiếng của nó là đưa cho mình coi như vậy đó. Thì là mình không thể nào mà bị tụt hậu như vậy được, mình phải tiến lên chứ không thể nào để tụt hậu được. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục để cho người Trung Quốc nó vô nó cai trị nước Việt Nam mình như vậy, con người Việt Nam mình đâu còn nữa đâu. Thì xin đồng bào hãy đứng lên giành lại đất nước. Đất nước rất là lâm nguy, con cháu chúng ta là những đứa vô tội, những mầm non vô tội. Người Việt ở hải ngoại sẽ cùng đồng bào ở trong nước giành lại đất nước kỳ này, và đừng có thờ ơ với đất nước nữa. Khi mà đất nước nó bị phá tan hoang như vậy thì không còn cộng sản nữa, và đất nước mình, người Việt ở ngoài sẽ có những cái đồng tiền ngoại tệ rất là mạnh và nhân tài tài lực thật sự bằng thiệt, người thiệt, không có phải là bằng giả như tụi tiến sĩ kỹ sư ở trong nước đâu. Sẽ về dựng lại đất nước cùng đồng bào trong nước. Thành ra đồng bào trong nước đừng có sợ nữa. Ngày hôm nay chúng ta không đổ máu, ngày sau chúng ta không có còn xác để mà đổ máu đâu. Chúng ta không phải là còn con người để mà đổ máu nữa. Hãy đổ máu cho ngày hôm nay và để gìn giữ đất nước trong ngày sau đi. Dù là có đau đớn, có đau đớn nào rồi nó cũng qua, nhưng mà mất dân tộc, mất đất nước là không còn gì để mà đau đớn nữa. Hãy làm điều gì đó có ích cho dân tộc. Con em chúng ta sẽ tự hào cho thế hệ này. Chúng ta là những bậc mà thế hệ này chúng ta phải gìn giữ lại đất nước thôi. Bởi vì những cái thế hệ trước, 20 năm trước, 30 năm trước, chúng ta đã quá thờ ơ rồi, chúng ta đã quá im lặng, chúng ta đã quá nhịn nhục rất là lâu rồi. Thành ra bây giờ cái đất nước mình nó mới như vậy. Bây giờ tới giờ phút này chúng ta không thể nào mà nhường nhịn được nữa, không thể nào lùi hơn nữa. Chúng ta bắt đầu phải bước lên mà giành lại cái sự sống của mình, và đứng lên thật là mạnh mẽ. Phải có một nhóm luôn sẵn sàng chống trả lại bọn công an nếu không thể ôn hòa được đó các bạn. Mọi người chúng ta phải lúc nào phải chuẩn bị tinh thần là mình phải dùng đầu óc của mình và nhân lực của mình để mà đòi lại cái sự sống. Không thể nào mà cứ để đó cho người ta đánh, không thể nào được. Cái đó là quá bất công. Trên thế giới này mình chưa bao giờ nghĩ tới là con người dân tộc của mình đi đứng lên đòi lại sự sống, đòi lại hơi thở thật sạch, nguồn nước sạch và món ăn sạch, mà lại bị đánh đập như vậy. Chưa bao giờ mình cảm thấy cái chuyện này nó quá vô lý như vậy. Chỉ có xảy ra tại Việt Nam thôi. Thậm chí hả, không, mình cái nước kế bên là nước Campuchia, nó có thể đuổi được Formosa ra khỏi nước Việt Nam. Mà tại sao mà dân tộc Việt Nam mình một cái số lượng rất là đông như vậy, một cái lực lượng rất là đông như vậy mà lại không đuổi được Formosa ra khỏi nước Việt Nam?
Nước Việt Nam không phải là của riêng ai, cứu nguy Tổ quốc là tự cứu nguy chính mình, gia đình mình và trách nhiệm của toàn dân. Đó là câu nói của anh Hùng Thanh. À, Tuấn Đạo Hằng nói là không phải không sẵn sàng mà là không tự tin. Thì bây giờ tự tin đi, có bao nhiêu người ở ở xung quanh các bạn ủng hộ các bạn, bạn bè, một người đứng lên mình phải ủng hộ cái người đó, thì là mình đã có hai người đã cùng chung tay với mình rồi. Nếu mà hai người đó cộng như bốn người khiến là mình đã có một cái nhóm nhỏ, nhóm nhỏ này mình tin tưởng với nhau, bảo vệ nhau thì mình có thể tự tin hơn, phải không? Thí dụ như một người đánh mình nhưng mà mình có bốn người để đánh lại được là mình phải tự tin hơn chứ, tại sao mình lại không tự tin? Đừng cúi đầu để cộng cởi cổ, hãy can đảm cùng nhau đứng lên thì Việt Cộng sẽ sụp đổ. Quan trọng là sự đoàn kết của dân tộc, và dân tộc ta có một sự đoàn kết chưa? Nếu mà chưa có, lúc nào chúng ta đứng lên giành giữ đất nước là một cái sức mạnh, là một cái động lực cho chúng ta, là để chúng ta đoàn kết dân tộc đó. Con đường là do mình chọn, tự do hoặc nô lệ do mình quyết định các bạn nhé. Các bạn chọn tự do hay là chọn làm nô lệ, hay là chọn con đường diệt vong, chọn con đường mất nước? Mình đã từng đọc qua một bài viết của Dr. Trần rồi, là tôi thà làm cho bụi, cho tàn còn hơn các bụi cộng sản. Thì thà mình đứng lên để mà bị đàn áp, đánh đập rồi để mình chết đi trong một cái nắm cho tàn, còn hơn các bạn làm cát bụi mà sống dưới chế độ cộng sản mà bị đài áp, làm nô lệ như vậy. Rất là đau lòng. Đợi mình chút xíu để mình lắc luôn cả người này nữa. Thì xin đồng bào, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên giành lại đất nước. Ngày 5 tháng 3, mọi người ở hải ngoại đã sẵn sàng, bao nhiêu người đã lên tiếng rồi, là họ những cái thành phố như là từ California cho tới DC cho tới những cái chỗ khác, người ta đã sẵn sàng đứng lên cầm biểu ngữ với lại cầm cờ và đứng trước những cái embassies, tòa đại sứ rồi. Thì mọi người chúng ta ở trong nước đừng có thờ ơ nữa, khi mà mọi người ở vòng ngoài người ta đã sẵn sàng, nhưng mà ở dòng trong chúng ta rất là thờ ơ, rất là lẻ tẻ thì không có làm được gì hết. Thành xin mọi người, toàn dân toàn quốc, hãy vì đất nước ngày hôm nay, vì tương lai con cháu chúng ta sau này, và vì cuộc sống của chúng ta chỉ là vì một ly nước, một miếng ăn, một chén cơm, một cái cọng rau thôi, chỉ nghĩ như vậy thôi, thì đồng bào có thể có một cái sức mạnh đứng lên giành lại đất nước, giành lại dân tộc. Mình sẽ kết thúc cuộc nói chuyện ở đây ngày hôm nay, và xin nhắc lại với đồng bào là tất cả các ngân hàng Việt Nam sẽ có một cái cuộc chuyển biến rất là lạ, đó là nó sẽ cho ngân hàng không biết lúc nào sẽ tuyên bố là ngân hàng sẽ bị phá sản. Nếu mà đồng bào ở trong nước có thể rút được tiền Việt Nam ra và đi mua ngoại tệ và mua vàng để cất trữ thì nên làm, và giữ những cái đồng tiền rất là nhỏ trong nhà, chẳng hạn như 1 triệu, 2 triệu tiền Việt Nam thôi, để xài trong một khoảng thời gian nào đó, và mỗi ngày chúng ta đều đi làm thì có tiền như vậy, thì xài những cái đồng tiền Việt Nam thôi, giữ những cái tài sản riêng cho mình. Không biết lúc nào là nhà ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ tuyên bố phá sản, thành ra chúng ta phải lúc nào phải cẩn thận và hãy gìn giữ cái tài sản của mình từ lúc này. Còn những em sinh viên học sinh, chúng ta, các bạn, các em là những cái mầm non của đất nước, các bạn, các em không có thể nào mà 5-10 năm sau là phải học tiếng Tàu, phải không? Phải học tiếng Trung Quốc, phải không? Thì chúng ta, các bạn, các em là những sức mạnh đứng lên giành lại đất nước. Nếu mà vẫn còn là con người Việt Nam, vẫn là thương yêu trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay, phải toàn bộ, phải thì không đi học nữa. Chúng ta phải cùng nhau xuống đường đòi, khi nào mà nhà chính phủ Việt Nam tống cổ hết những cái nhà máy Formosa, những cái công ty của Trung Quốc mà nó thải độc ra trong đất nước chúng ta, tống nó ra hết, thì các em lập tức đi học lại. Nhưng mà trong khoảng thời gian nó chưa có đóng cửa, thì có thể nào toàn bộ sinh viên Việt Nam, những cái công nhân, công chức ở bên nước Việt Nam, những nhà trí thức, nói tới nhà trí thức thì những cái nhà mà bây giờ kêu là đại gia rồi này nọ, đâu có ai dám nói câu nào đâu. Những cái văn công cộng sản, những cái ca sĩ cộng sản, không ai dám lên tiếng gì hết. Nếu mà chúng ta không nghe những cái gì họ nói, không nghe những gì họ hát, không mở tivi, không đập hết những cái loa phường, những cái tivi tắt hết,
không có mua vé một đồng mua vé nào hết để coi những cái văn công cộng sản nó hát nữa, thì tụi nó sẽ câm cái miệng lại hết liền, không có mà tuyên truyền những cái bản nhạc mà vô đầu các bạn, những cái bản nhạc mà toàn là về đảng, về về đất, về cái gì đó không. Các bạn phải tắt hết những cái tivi, tắt hết những cái pháo đài đó mở, rồi những cái sinh viên học sinh có thể là các bạn, các em có thể bãi thị không, không đi học mà phải xuống đường cùng mọi người mỗi ngày cầm biểu ngữ lên, là phải đuổi cái nhà máy của Trung Quốc ra, các nhà máy Trung Quốc ra, nhất là nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh đó. Thì nhà máy đó là cái hiện tại bây giờ mỗi ngày nó vẫn tiếp tục xả thải ra để mà tiêu diệt đồng bào của chúng ta, tiêu diệt nguồn sống của chúng ta. Thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy đi, khi nào mà nhà máy Formosa đóng cửa và đền bù thỏa đáng, và làm bất cứ nhà cầm quyền Việt Nam phải ngồi xuống nói chuyện với các bạn một cách ôn hòa đàng hoàng, không có ra tay á, thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhà cầm quyền Việt Nam. Rồi lúc đó khi mà mọi thứ đều thanh bình trở lại thì các bạn vẫn tiếp tục đi học bình thường. Nếu mà không có một học sinh nào đi tới trường thì nhà trường phải đóng cửa thôi, cô giáo cũng không có tới trường đi học, mình đi dạy được nữa. Thì những mọi người đó đều phải xuống đường cùng mọi người. Khi mà tất cả mọi thứ đều đình trệ lại hết, tê liệt hết, thì mọi người phải xuống đường thôi. À, xin gửi lời chào tới các anh chị em và chúc mọi người có một cuộc sống thật là, một ngày thật là đẹp và an lành. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác. Và chúng ta là một lực lượng, 95 triệu dân là một lực lượng. Chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì nếu chúng ta muốn. Đoàn kết, đồng lòng là một sức mạnh, dân tộc chúng ta là một sức mạnh. Thì mọi người chúng ta phải tiếp tục cố gắng giành lại đất nước. Xin chào, bye bye.